ngày 24 tháng 4, tòa án nhân dân huyện Quế Võ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Hội, 36 tuổi ở thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, phạm tội chống người thi hành công vụ. Trước đó ngày 18 tháng 4, hội đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid đặt tại thôn Do Nha nhưng không đeo khẩu trang đúng cách. Khi bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt dừng xe để nhắc nhở và đo thân nhiệt thì hội không chấp hành còn có lời lẽ lăng mạ xúc phạm và dùng dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt. Xét thấy hành vi của Nguyễn Văn Hội là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, nhất là trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tòa án nhân dân huyện Quế Võ tuyên phạt Nguyễn Văn Hội 9 tháng tù giam.